kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin ngày 9 tháng 10 trên kênh Culture Channel. Làn sóng Covid-19 thứ tư không còn phát triển, các ca bệnh có thể giảm trong những tuần tới. Canada đã tài trợ hơn 750.000 liều phát xin AstraZeneca cho toàn thế giới vào cuối mùa hè. Yêu cầu bằng chứng về việc tiêm phòng Covid-19 cho tất cả các môn thể thao trong nhà ở Toronto. Hãy hỏi các thành viên trong gia đình xem họ đã tiêm phòng chưa trước khi mời họ đến buổi tiệc của ngày lễ tạ ơn. Việc làm tăng trong tháng 9 đưa thị trường lao động Canada lên mức trước đại dịch nhưng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. 86% người Canada sống ở những khu vực có mức độ ô nhiễm không khí vượt quá hướng dẫn của WHO. Khí gas được phát hiện ở trung tâm thành phố Whitley, Ontario 6 tuần sau vụ nổ. Enrique Lesia, Rick và Ricky Martin tổ chức các buổi hòa nhạc tại Scotiabank Arena gần 140 quốc gia đồng ý về mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu. Trung Quốc yêu cầu các mỏ than tăng sản lượng vì tình trạng thiếu điện bùng phát. Các nhà báo từ Philippines và Nga giành giải thưởng Nobel Hòa Bình. Một triệu liều phát sinh Pfizer do Mỹ viện trợ đã đến Việt Nam. Việt Nam có kế hoạch mở cửa lại hoàn toàn cho du khách quốc tế vào tháng 6 năm 2022. Tuấn Liêm và biên tập viên Semi Hoàng xin kính chào quý vị. Và cảm ơn quý vị đến đây để theo dõi bản tin hàng ngày của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Để ủng hộ cho chương trình này, xin mời quý vị hãy bấm like, comment và share. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây, Sammy Hoàng sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Làn sóng COVID-19 thứ tư không còn phát triển, các ca bệnh có thể giảm trong những tuần tới. Theo các quan chức của Cơ quan Y tế Công cộng Canada, PHAC, làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19 dường như đã chững lại trên khắp đất nước, mặc dù họ cảnh báo rằng các biện pháp y tế công cộng cần được duy trì để ngăn chặn các ca nhiễm mới. Mô hình mới do PHAC trình bày hôm thứ Sáu cho thấy, nếu mức độ lây nhiễm hiện tại được duy trì, số ca mới hàng ngày có thể giảm trong những tuần tới. Tiến sĩ Theresa Tam, giám đốc y tế công cộng cho biết, tiến triển còn chưa đồng đều trên khắp Canada, nhưng nhìn chung dữ liệu đã đưa ra lý do cho sự lạc quan. Theo bà, với mức độ bao phủ vaccine mà chúng ta đã đạt được ở Canada cho đến nay, chúng ta được bảo vệ tốt hơn nhiều khi chuẩn bị bước vào mùa nhiễm trùng đường hô hấp. Bản cập nhật mô hình mới nhất cho thấy, bằng cách duy trì các biện pháp cơ bản và ít hạn chế hơn như đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc gần, chúng ta có thể làm giảm tác động của COVID-19 trong mùa đông. Lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7, chỉ số lây nhiễm của COVID-19 đã giảm xuống dưới 1, có nghĩa là đại dịch không còn phát triển nữa. Tuy nhiên, nếu sự lây truyền chỉ tăng 15% trong vài tháng tới, có thể có sự bùng phát trở lại vào mùa đông này. Vì lý do này, các quan chức kêu gọi người dân Canada tiếp tục tuân theo lời khuyên sức khỏe cộng đồng trước dịp cuối tuần dài của lễ tạ ơn. Số lượng ca nhiễm trên khắp Canada đã chững lại nhưng vẫn ở mức cao, tỷ lệ lây nhiễm vẫn ở mức cực kỳ cao ở một số khu vực. Các quan chức cho biết, việc tiêm phòng vẫn là yếu tố then chốt, lưu ý rằng những người chưa được tiêm phòng có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao gấp 10 lần và nguy cơ nhập viện vì bệnh cao hơn 36 lần so với những người được tiêm chủng đầy đủ. Khi Bộ Y tế Canada đang xem xét đơn đăng ký của Pfizer để sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, tiến sĩ Tam nói rằng nếu được chấp thuận, loại vaccine này có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Theo bà, việc tiêm chủng cho trẻ em ít có tác động đến đợt COVID thứ tư, nhưng nếu chúng ta cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm phòng, điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt trong khả năng lây truyền về lâu dài. Canada đã tài trợ hơn 750.000 liều vaccine AstraZeneca cho toàn thế giới từ cuối mùa hè. Canada đã tặng hơn 3 phần tư triệu liều vaccine AstraZeneca dư cho các quốc gia vùng Caribe và Nam Mỹ trong hai tháng qua, đồng thời có kế hoạch tặng thêm từ kho vaccine mRNA trong những tuần tới. Trong khi Bộ Y tế Canada nhận thấy vaccine AstraZeneca là an toàn và hiệu quả, Hầu hết người dân Canada hiện nhận được một trong số các loại vaccine theo công nghệ mRNA do Pfizer-BioNTech hoặc Moderna sản xuất. Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng cho biết hồi tháng 5 năm ngoái rằng vaccine mRNA được ưa chuộng hơn vì nguy cơ máu đông dù hiếm gặp nhưng nghiêm trọng ở một số người tiêm AstraZeneca. Vì vậy, Canada còn một lượng lớn hàng tồn kho là vaccine này do các tỉnh đã không còn sử dụng. Văn phòng Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Carina Gao cho biết, 762.080 liều AstraZeneca đã được chuyển đến 6 quốc gia vào cuối mùa hè này. Các khoản nông góp này là thỏa thuận song phương, riêng biệt với việc Canada tham gia vào chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. Canada đã ký thỏa thuận với các nhà cung cấp để mua tới 22 triệu liều AstraZeneca, nhưng chỉ hơn 3 triệu liều đã được cung cấp và phân phối trên khắp Canada. Ngoài các khoản tài trợ song phương, Canada cũng đã đồng ý tài trợ 40 triệu liều vaccine cho các nước đang phát triển thông qua COVAX. Cho đến nay, 2,7 triệu liều đã được chuyển đến các nước ở châu Phi, Trung và Nam Mỹ. Nhiều chuyến giao hàng COVAX cho đến nay được cung cấp bởi các nhà sản xuất vaccine AstraZeneca. Tuy nhiên, do tình trạng thiếu hụt nguồn cung quốc tế, COVAX cũng cho các quốc gia lựa chọn tiếp nhận Sinopharm, một loại vaccine của Trung Quốc đã được WHO phê duyệt để sử dụng khẩn cấp vào tháng 5 năm ngoái. Trong hai tuần qua, hỗ trợ tài chính của Canada cho COVAX đã giúp tài trợ cho các chuyến hàng của Sinopharm tới Nicaragua và Zimbabwe. Sinopharm không được phép sử dụng ở Canada. Du khách quốc tế đã nhận vaccine này không được Bộ Y tế Canada chứng nhận và không được chính phủ liên bang coi là đã tiêm chủng đầy đủ. Yêu cầu bằng chứng về việc tiêm phòng COVID-19 cho tất cả các môn thể thao trong nhà ở Toronto. Những người thích chơi khúc cung cầu, hockey trong nhà, học bơi hoặc tham gia một loạt các hoạt động thể thao trong nhà khác ở Toronto sẽ sớm phải xuất trình bằng chứng tiêm phòng. Và thứ sáu, bác sĩ hàng đầu của Toronto đã công bố một lá thư hướng dẫn yêu cầu tất cả những người từ 12 tuổi trở lên tham gia các môn thể thao có tổ chức trong nhà phải cung cấp bằng chứng về việc tiêm chủng. Tất cả những người được bao gồm trong quy định sẽ được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân và bằng chứng về việc được tiêm chủng COVID-19 đầy đủ hoặc giấy miễn trừ y tế hợp lệ mỗi khi họ vào một cơ sở. Lệnh này áp dụng cho người chơi cũng như bất kỳ ai huấn luyện, chăm sóc, tình nguyện hoặc điều hành tại các môn thể thao có tổ chức. Lệnh bao gồm nhưng không giới hạn ở các giải đấu thể thao, các môn thể thao đón khách có tổ chức, các lớp học khiêu vũ, thể dục dụng cụ võ thuật và các lớp học bơi. Tiến sĩ Alien Devilla cho biết, một chính sách tiêm chủng nhất quán cho các sự kiện thể thao sẽ giúp giảm sự lây truyền của biến thể Delta, vốn dễ lây lan hơn trong nhà. Quy định có hiệu lực ở Toronto kể từ ngày 1 tháng 11. Nhân viên y tế của vùng York gần đây đã ban hành một quy định tương tự. Quyết định này được đưa ra khi mùa khúc côn cầu hockey và một loạt các hoạt động giải trí trong nhà vào mùa thu và mùa đông khác bắt đầu tăng lên. Ontario cho phép hoạt động hết công suất tại các đấu trường thể thao, địa điểm tổ chức hòa nhạc. Toronto Raptors và Maple Leafs sẽ bắt đầu mua giải của họ với một đấu trường đầy đủ sau khi tỉnh thông báo sẽ nâng giới hạn sức chứa cho một số bối cảnh trong nhà và ngoài trời. Kể từ 12 giờ 01 phút sáng thứ bảy, 100% công suất sẽ được phép ở những nơi sau đây: địa điểm hòa nhạc, nhà hát và rạp chiếu phim khu vực dành cho khán giả của các cơ sở thể dục thể thao và giải trí sẽ không bao gồm phòng tập thể dục, đào tạo cá nhân. Không gian hội ngộ và sự kiện Không gian tổ chức sự kiện và hội họp trong nhà sẽ vẫn cần giới hạn sức chứa ở số lượng có thể duy trì khoảng cách. Trường đua ngựa, đường đua xe và các địa điểm tương tự khác và sản xuất truyền hình và điện ảnh thương mại với khán giả trường quay công ty thể thao và giải trí Maple Leaf Sport and Entertainment, gọi tắt là MLSE, cho biết họ sẽ bắt đầu tổ chức một đấu trường với đầy đủ khán giả cho trận mở màn trên sân Maple Leaf vào ngày 13 tháng 10. Bộ Y tế cho biết những thiết lập này cũng sẽ bao gồm các dịch vụ đám cưới và tiệc chiêu đãi được tổ chức tại các địa điểm tổ chức sự kiện nhưng không áp dụng cho các dịch vụ trong nhà thờ bằng chứng tiêm chủng hiện được yêu cầu ở Ontario cho tất cả các hoạt động trong nhà và các địa điểm tổ chức sự kiện ngoài trời. Giám đốc y tế tiến sĩ Kieran Moore cho biết, vào đầu tuần này, một số đợt bùng phát gần đây có liên quan tới đám cưới, nhưng lưu ý rằng vào tuần tới, bằng chứng tiêm chủng sẽ được yêu cầu để tham dự đám cưới và đám tang trong không gian hội họp và sự kiện. Tỉnh cho biết, kể từ khi yêu cầu về bằng chứng tiêm chủng có hiệu lực, hai mốc quan trọng đã được đạt tới đó là 86,8% số người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm chủng ít nhất một liều đầu tiên và gần 82% với hai liều. Giới hạn công suất sẽ vẫn có hiệu lực đối với tất cả các lĩnh vực còn lại, bao gồm nhà hàng, cửa hàng bán lẻ và dịch vụ chăm sóc cá nhân. Hãy hỏi các thành viên trong gia đình xem họ đã tiêm phòng chưa trước khi mời dự tiệc lễ tạ ơn. Các bác sĩ hàng đầu của Canada cho biết bạn nên hỏi các thành viên trong gia đình xem họ đã được tiêm phát sinh phòng bệnh COVID-19 chưa trước khi bạn mời họ tới dùng bữa trong ngày lễ tạ ơn. Tùy thuộc vào câu trả lời của họ, bạn có thể muốn thay đổi kế hoạch dọn bữa tối ra bên ngoài hoặc là thêm các biện pháp phòng ngừa bổ sung cho sự kiện của mình. Về tổng thể, lời khuyên của chúng tôi là giữ cho các cuộc tụ họp trong nhà an toàn bằng cách hỏi khách của bạn đã được tiêm phòng hay chưa. Giám đốc Y tế Công Cộng, tiến sĩ Theresa Tham cho biết, nếu bạn hoặc là khách của bạn không được tiêm phòng đầy đủ thì bạn nên hạn chế tụ tập với các thành viên trong gia đình của mình và có nhiều hoạt động ở ngoài trời, càng nhiều càng tốt. Tiến sĩ Theresa Thêm nói thêm rằng khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn cũng là những biện pháp hữu ích mà bạn có thể sử dụng trong kỳ nghỉ ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc về sức khỏe cộng đồng tại địa phương. Tiến sĩ Howard New cho biết người dân không nên né, không nên né tránh việc nói chuyện với bạn bè và gia đình về tình trạng tiêm chủng của họ và nên bày tỏ bất kỳ mối quan tâm nào mà họ có thể có. Cập nhật tình hình COVID ở Canada Tính tới tối ngày 8 tháng 10, Canada báo cáo có thêm 4.089 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1 triệu 655.380 ca và có 4.419 ca được báo cáo phục hồi trong ngày. Hiện đang có 40.816 ca còn bệnh và có thêm 45 ca tử vong. Tổng số ca tử vong là 28.186 cho tới nay. Đến nay thì đã có hơn 56,9 triệu triệu mũi phát sinh đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có gần 29,3 triệu người hay là hơn 76,6% dân số đã được tiêm ít nhất là một liều và 71,5% dân số đã tiêm hai liều. 87,5% số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 81,7% đã tiêm hai liều. British Columbia báo cáo có 743 ca bệnh mới và 5 ca tử vong. Alberta có 1.256 ca bệnh mới và 16 ca tử vong. Saskatchewan có 576 ca bệnh mới và 4 ca tử vong. Manitoba có 130 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Ontario báo cáo có 573 ca bệnh mới và 10 ca tử vong. Quebec có 643 ca bệnh mới và 5 ca tử vong. Nova Scotia có 25 ca bệnh mới. Newfoundland và Labrador có 8 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. New Brunswick có 130 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. PEI không có báo cáo ca bệnh mới. Nunavut có 2 ca bệnh mới và Yukon có 3 ca bệnh mới. TTC chuẩn bị cho tình trạng thiếu công nhân có thể xảy ra do yêu cầu công bố tình trạng tiêm chủng COVID. Toronto Transit Commission, gọi tắt là TTC, đã thông báo với công đoàn rằng có thể sẽ xảy ra tình trạng thiếu lao động do chính sách tiêm chủng COVID-19. Công ty vận tải đã nói với ATU Local 113 rằng họ sẽ không biết số lượng nhân viên được tiêm chủng cuối cùng sẽ là bao nhiêu kể từ thời hạn cuối cùng vào ngày 30 tháng 10. Tuy nhiên, họ dự đoán rằng sẽ có sự cắt giảm nhân sự. Các nhân viên được yêu cầu tiết lộ tình trạng tiêm chủng COVID-19 trước ngày 6 tháng 10. Ngày này trước đó đã lùi lại nhiều lần do tranh chấp với công đoàn, những người đã yêu cầu các thành viên của họ không tiết lộ tình trạng và gọi chính sách này là bất hợp pháp. Cho đến nay 80% nhân viên đã chia sẻ tình trạng tiêm chủng của họ, TDC cho biết, trong đó 90% cho biết đã tiêm phòng đầy đủ. Số còn lại đã tiêm một mũi. TDC cho biết, hệ thống của họ không ghi nhận những người chưa được tiêm chủng vì con số này được xác nhận bằng quá trình loại trừ. TDC chưa cho quyết định xử lý những người chưa được tiêm chủng và không có quyền miễn trừ hợp lệ vào ngày 30 tháng 10, nhưng những nhân viên đó sẽ được cho là vi phạm chính sách. Việc làm tăng trong tháng 9 đưa thị trường lao động Canada lên mức trước đại dịch, nhưng không phục hồi hoàn toàn. Nên kinh tế Canada đã đánh dấu một cột mốc quan trọng vào tháng trước khi việc làm lần đầu tiên trở lại mức trước đại dịch, bù đắp phần còn lại của 3 triệu việc làm bị mất hơn một năm trước với mức tăng 157.000 việc làm vào tháng 9. Mức tăng trong tháng 9 là sâu rộng và tập trung vào các công việc toàn thời gian, với mức tăng đáng kể trong các ngành có nhiều công nhân tiếp tục làm việc từ xa một số tăng trưởng trong lĩnh vực công nhân liên quan tới cuộc bầu cử liên bang vào ngày 20 tháng 9. Việc làm cho phụ nữ ở độ tuổi cốt lõi, những người từ 25 tới 54 tuổi cuối cùng đã phục hồi khi năm học bắt đầu. Nhiều tháng sau khi họ phải gánh chịu gánh nặng, mất việc làm, không cân xứng, được gọi là sex Sự trở lại đầy gặp gần từ sự sụt giảm việc làm trong năm ngoái khi kèm với một số cảnh báo từ các nhà kinh tế rằng chúng ta chưa ở mức an toàn khi tỷ lệ thất nghiệp đạt 6,9% vào tháng trước, giảm từ 7,1% vào tháng 8. Số lượng người Canada thất nghiệp vẫn ở trên mức trước đại dịch. Tỷ lệ này là 8,9% vào tháng 9, giảm từ 9,1% vào tháng 8 nếu tính những người muốn làm việc nhưng không tìm được việc làm. Một số lĩnh vực có mức độ tiếp xúc cao như là bán lẻ đã mất 20 việc làm vào tháng 9 và dịch vụ lưu trú và thực phẩm chứng kiến sự sụt giảm đầu tiên trong năm với 27.000 việc làm bị mất. Con số này vẫn còn thấp xa hơn so với mức trước đại dịch, mặc dù đã nới lỏng các hạn chế. Số người thất nghiệp dài hạn không có việc làm từ 6 tháng trở lên không thay đổi nhiều vào tháng trước là 389.000 người, cao hơn gấp đôi so với con số được ghi nhận vào tháng 2 năm 2020. Giám đốc cao cấp về chiến lược lực lượng lao động của Phòng Thương mại Canada Canadian Champions of Commerce, bà Leonard cho biết, có rất ít thông tin để giải thích tại sao những người lao động đó vẫn không thành công trong quá trình tìm việc làm. Ông Antonio Mantioni, một nhà kinh tế cao cấp của Hội đồng Thông tin Thị trường Lao động, Labor Market Information Council, cho biết một lý do có thể là kỹ năng không phù hợp với các công việc hiện có. Ông gợi ý rằng việc tập trung nỗ lực vào những người lao động thất nghiệp dài hạn có thể có lợi vì những người này chiếm một phần tư tổng số người thất nghiệp và sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để tìm được việc làm nếu họ bị thất nghiệp lâu hơn. 86% người Canada sống ở những khu vực có mức độ ô nhiễm không khí vượt quá hướng dẫn của WHO. Các nhà nghiên cứu cho biết phần lớn người Canada sống ở các vùng của đất nước nơi mà ô nhiễm không khí vượt quá hướng dẫn mới của Tổ chức Y tế Thế giới. Điều này có thể gây tổn hại lên sức khỏe của họ. Theo các nhà nghiên cứu tại CANUE, Hiệp hội Nghiên cứu Sức khỏe Môi trường Đô thị Canada, khoảng 86% người Canada sống ở những khu vực có mức độ hạt mịn trong không khí vượt quá hướng dẫn của WHO được ban hành vào cuối tháng 9. Ông Jeff Brook, phó giáo sư về sức khỏe cộng đồng và kỹ thuật hóa học và hóa học ứng dụng tại Đại học Toronto, Người làm việc với CANUE cho biết khoảng 56% người dân sống ở những khu vực có mức nitr dioxide nitrogen dioxide vượt quá hướng dẫn mới. Hướng dẫn mới của WHO khuyến nghị nồng độ trung bình hàng năm là PM2,5 cho mỗi 5 microgram trên 1 mét khối không khí. PM2,5 là chỉ số đo các hạt trong không khí rất nhỏ, chúng có thể xâm nhập vào phổi khi bạn thở và đi vào máu. Trong khi hầu hết Canada đạt chuẩn cũ của WHO về số lượng vật chất hạt mịn, phần lớn các khu đô thị không đạt tiêu chuẩn mới này, cũng như các khu vực miền Tây Canada thường xuyên tiếp xúc với khói cháy rừng. Bộ Y tế Canada ước tính ô nhiễm không khí góp phần gây ra 15.300 ca tử vong mỗi năm ở Canada, còn có nhiều người hơn bị ảnh hưởng bởi bệnh hen suyễn và các triệu chứng hô hấp cấp tính do ô nhiễm. Con số này nhiều hơn một chút so với người chết hàng năm trong các vụ tai nạn như đâm xe theo cơ quan thống kê Canada. Các nghiên cứu khác đưa ra kết luận tương tự như nghiên cứu từ CANUE. một báo cáo gần đây từ Hiệp hội Phổi BC nhận thấy rằng nhiều thành phố như Victoria, phần lớn khu Lower Mainland và đặc biệt là các cộng đồng ở Interior như Grand Forks, Castlegar và Nelson đã không đạt chuẩn không khí. Tại Ontario theo một báo cáo chính phủ năm 2018 về xu hướng chất lượng không khí hàng năm, ô nhiễm không khí trên khắp Toronto cũng vượt qua mức khuyến nghị này. Trung tâm thành phố Toronto ghi nhận nhiều hơn gấp đôi so với hướng dẫn mới của WHO. Phó giáo sư Brooke nói, phần lớn ô nhiễm nhất của chúng ta ở Canada sẽ là Windsor, Sarnia tới Montreal, thành phố Quebec. Nhưng ngày càng nhiều, vấn đề ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất ở Canada là nơi có cháy rừng. Chất lượng không khí của Canada luôn được xếp hạng trong số những nước sạch nhất trên thế giới, theo Bộ Môi trường Canada. Nhưng cơ quan này hiện đang xem xét các tiêu chuẩn quốc gia về chất dạng hạt mịn để đảm bảo chúng phản ánh thông tin khoa học và sức khỏe mới nhất. Khí gas được phát hiện ở trung tâm thành phố Whitley, Ontario, 6 tuần sau vụ nổ. Khí hydro sunfu một lần nữa được phát hiện tại địa điểm xảy ra vụ nổ ở trung tâm thành phố Whitley, Ontario. Sáu tuần sau vụ nổ khiến 20 người bị thương và nhiều người dân, cũng như chủ doanh nghiệp phải di dời. Thành phố Chatham Kent cho biết, khí độc dễ cháy được phát hiện bằng thiết bị giám sát lúc 4 giờ sáng thứ Sáu. Thành phố cho biết, tính đến sáng thứ Sáu, khí gas vẫn đang được phát hiện. Ông Thomas Kelly, tổng giám đốc cơ sở hạ tầng và kỹ thuật của Chatham Kent cho biết, Chúng tôi tin rằng khí đốt đang tích tụ dưới lòng đất trong một số loại hang động và sau đó nó tự thải ra và đó là sự giải tỏa áp lực mà chúng tôi đang thấy. Đây là lần thứ tư xảy ra vụ giải tỏa khí đốt dưới lòng đất kể từ tháng 6, gồm cả khi một vụ nổ xảy ra vào tháng 8. Theo các quan chức, thiết bị phát hiện khí gas đang được sử dụng để giám sát khu vực sơ tán và phạm vi xung quanh, đã không có khí được phát hiện bên ngoài khu vực đó. Chưa có lệnh sơ tán bổ sung nào, nhưng công chúng sẽ được thông báo nếu tình hình thay đổi. Nhiều quan chức cấp cứu khác nhau đang có mặt tại hiện trường, bao gồm cả lính cứu hỏa và đội xử lý chất độc của tỉnh. Các mẫu khí đã được gửi đến Đại học Windsor để phân tích. Những phát hiện của trường đại học sẽ vô cùng hữu ích trong việc xác định nguồn gốc của sự cố rò rỉ khí gas dưới lòng đất. Vụ nổ ngày 26 tháng 8 đã phá hủy hai tòa nhà và khiến hơn 100 hộ gia đình phải di dời. Một sự cố rò rỉ HydroSulfur-Hydrogen Sulfide được cho là nguyên nhân của vụ nổ, nhưng các quan chức vẫn chưa xác định được nguồn gốc. Những người di dời được cho biết họ có thể rời khỏi nhà trong tối đa 6 tháng. Ontario hợp tác với Shoppers Drug Mart để cung cấp các sản phẩm kinh nguyệt miễn phí trong trường học. Chính phủ Ford đang hợp tác với Shoppers Drug Mart để cung cấp cho các học sinh trên toàn tỉnh tiếp cận các sản phẩm kinh nguyệt miễn phí. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Stephen leche đã đưa ra thông báo vào sáng thứ Sáu cho biết chương trình sẽ hoạt động trong vòng 3 năm tới. Shoppers sẽ phân phối 6 triệu sản phẩm kinh nguyệt mỗi năm cho các hội đồng trường học trên toàn tỉnh. Bộ trưởng Lê Trì cho biết, các sản phẩm sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh trung học, với một số sản phẩm dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở nếu cần. Các hội đồng sẽ chịu trách nhiệm quyết định cách phân phối băng vệ sinh dựa trên nhu cầu của địa phương. Các sản phẩm dự kiến sẽ có mặt cho học sinh vào cuối mùa thu. Chính phủ trích dẫn một cuộc khảo sát do Plan International Canada thực hiện cho thấy, 63% phụ nữ và trẻ em gái đã bỏ lỡ một hoạt động ở trường do lo ngại không thể tiếp cận các sản phẩm kinh nguyệt. Thỏa thuận này là thỏa thuận đầu tiên cho tỉnh bang Ontario, theo góc British Columbia, Nova Scotia và Prince Edward Island trong việc thực hiện một chương trình tương tự như vậy. Một số hội đồng trường học trong Ontario đã thực hiện chương trình này, bao gồm hội đồng trường học Toronto District School Board. Vườn thú Saskatoon giành được hai giải thưởng quốc gia một tổ chức quốc gia đã trao giải thưởng cho vườn thú và công viên trang trại lâm nghiệp Saskatoon, Saskatoon Forestry Farm Park and Zoo. Triển lãm chó Perry và một chương trình giáo dục tại vườn thú Saskatoon đã được tổ chức. Sở thú và thủy cung được công nhận của Canada, vinh danh tại giải thưởng xuất sắc hàng năm năm 2021. Triển lãm chó Perry đã giành được giải thưởng Thomas R. Bance công nhận xuất sắc trong việc thiết kế và phát triển môi trường sống triển lãm có môi trường sống tự nhiên cho những con chó đồng cỏ và cho thêm khách tham quan cái nhìn cận cảnh về các hành vi đào bới và khám phá tự nhiên của chúng một khu vực được tạo ra ở phía sau hậu trường để cung cấp không gian cho việc kiểm tra các sức khỏe và thể chất của động vật trong tương lai khu vực này cũng đã được công nhận bởi giải thưởng Kaza đã trao giải thưởng Eleanor Oaks về thiết kế chương trình giáo dục cho Hiệp hội Sở thuốc Saskatoon vì đã phát triển 5 chương trình giáo dục môi trường trực tuyến cho trẻ em để ứng phó với đại dịch COVID-19. Các chương trình có tương tác với động vật trong thời gian thực hiện và phù hợp với các mục tiêu của chương trình học ở Saskatoon. Chương trình kết hợp với nội dung tập trung vào người bản địa các giải thưởng xuất sắc của Kaza công nhận các cơ sở đã đầu tư đáng kể để bảo đảm việc chăm sóc động vật đẳng cấp thế giới và truyền cảm hứng cho việc bảo tồn toàn cầu. Enric Elysius và Ricky Martin tổ chức các buổi hòa nhạc tại Scotiabank Arena. Các siêu sao nhạc Latin Ricky Martin và Enric Elysius đã mang đến mang trình diễn ngoạn mục cho Scotiabank Arena tại Toronto vào ngày thứ Năm khi địa điểm này chào đón buổi hòa nhạc đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch. Những người điều khiển sân vận động cho biết đã có 580 ngày kể từ khi một sự kiện nhạc sống diễn ra ở không gian trong nhà. Sân vận động đã được lắp đầy với sức chứa 50% theo quy định của tỉnh, những người tham gia buổi hòa nhạc được yêu cầu xuất trình bằng chứng về việc tiêm chủng đầy đủ COVID-19 cùng với giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp để được vào. Như buổi hòa nhạc khác được lên lịch năm nay, bao gồm ngôi sao nhạc pop Colombia Maluma vào ngày 21 tháng 10, ca sĩ đồng quê Ken Brown vào ngày 19 tháng 11 và chuyến lưu diễn tái hợp Genesis vào ngày 25 và 26 tháng 11. Gần 140 quốc gia đồng ý về mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu. Gần 140 quốc gia đã đồng ý về một thỏa thuận đánh thuế mới. Thỏa thuận này dự kiến sẽ tạo ra những thay đổi sâu rộng về cách thức các công ty đa quốc gia lớn trả thuế và ngăn chặn họ tiết kiệm lợi nhuận tại các thiên đường thuế ở nước ngoài, nơi họ trả ít hoặc không phải trả thuế. Theo đó, các quốc gia sẽ ban hành mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu là 15% đối với các công ty lớn, hoạt động trên phạm vi quốc tế, thu về ước tính khoảng 150 tỷ đô la Mỹ cho kho bạc của chính phủ một khi được thực hiện. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden là một trong những động lực đằng sau thỏa thuận khi các chính phủ trên thế giới tìm cách tăng doanh thu sau đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết trong một tuyên bố, thỏa thuận hôm nay đại diện cho một thành tựu duy nhất trong một thế hệ về ngoại giao kinh tế. Bà nói rằng nó sẽ kết thúc một cuộc chạy đua xuống đáy khi các nước thi nhau đánh mức thuế thấp hơn. Thỏa thuận này được công bố bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD có trụ sở tại Paris, tổ chức này hỗ trợ các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận này. Thỏa thuận phải đối mặt với một số trở ngại trước khi có hiệu lực. Chấp thuận từ Hoa Kỳ sẽ là chìa khóa quan trọng, đặc biệt vì đây là nơi có nhiều công ty đa quốc gia lớn nhất. Nếu Quốc hội Hoa Kỳ từ chối, toàn bộ dự án này sẽ gặp nhiều điều không chắc chắn. Thỏa thuận này là một nỗ lực nhằm giải quyết cách thực hiện toàn cầu hóa và số hóa đã thay đổi nền kinh tế thế giới. Cùng với mức thuế tối thiểu, thỏa thuận sẽ cho phép các quốc gia đánh thuế một phần thu nhập của các công ty có hoạt động bán lẻ trực tuyến hoặc quảng cáo trên web. Những hoạt động này không liên quan đến sự hiện diện thực tế. Hôm thứ Năm, Ireland thông báo rằng sẽ tham gia thỏa thuận từ bỏ chính sách thuế thấp đã khiến các công ty như google và facebook đặt trụ sở hoạt động ở nước này mặc dù là một bước tiến của thỏa thuận các nước đang phát triển phản đối nigeria kenya pakistan và sri lanka cho biết họ sẽ không ký những người ủng hộ chống đói nghèo và công bằng thuế cho biết phần lớn doanh thu mới sẽ được chuyển đến các nước giàu hơn và cung cấp ít hơn cho các nước đang phát triển vốn phụ thuộc nhiều vào thuế doanh nghiệp Nhóm các nước đang phát triển G20 cho biết, nếu không có phần doanh thu lớn hơn từ lợi nhuận được phân bổ lại thì thỏa thuận sẽ là dưới mức tối ưu và không bền vững ngay cả trong ngắn hạn. Thỏa thuận này sẽ được bộ trưởng tài chính nhóm G20 thảo luận vào tuần tới và sau đó sẽ được các nhà lãnh đạo G20 thông qua lần cuối tại hội nghị thượng đỉnh ở Rome vào cuối tháng 10. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo bản tin Canada là một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Gần 140 quốc gia đồng ý về mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu. Trung Quốc yêu cầu các mỏ than tăng sản lượng vì tình trạng thiếu điện bùng phát các nhà báo từ Philippines và Nga giành giải Nobel Hòa Bình. Một triệu liều vaccine Pfizer do Mỹ viện trợ đã đến Việt Nam. Việt Nam có kế hoạch mở cửa lại hoàn toàn cho du khách quốc tế vào tháng 6 năm 2022. Trung Quốc yêu cầu các mỏ than tăng sản lượng vì tình trạng thiếu điện bùng phát. Trung Quốc đã ra lệnh cho các mỏ than của mình tăng cường sản xuất nhằm giảm bớt khủng hoảng điện năng khi nước này đang vật lộn để cân bằng nhu cầu điện với những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Các nhà chức trách ở Nội Mông, tỉnh sản xuất than lớn thứ hai của Trung Quốc, đã yêu cầu 72 mỏ tăng sản lượng lên tổng cộng 98,4 triệu tấn. Các phương tiện truyền thông nhà nước cho biết lệnh được thông qua hôm thứ Năm và có hiệu lực ngay lập tức. Con số này tương đương với khoảng 30% sản lượng than hàng tháng của Trung Quốc. Tình trạng thiếu điện đã lan rộng đến 20 tỉnh trong những tuần gần đây, buộc chính phủ phải chia khẩu phần điện trong giờ cao điểm và một số nhà máy phải tạm ngừng sản xuất. Những gián đoạn này đã khiến sản lượng công nghiệp giảm mạnh vào tháng trước và đè nặng lên triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc. Lệnh này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cơ quan kế hoạch kinh tế hàng đầu của Trung Quốc yêu cầu ba tỉnh sản xuất than lớn nhất của nước này là Nội Mông, Sơn Tây và Thiểm Tây giao 145 triệu tấn than trong quý 4 để sử dụng than cho sinh kế không bị gián đoạn. Những bước đi này nhấn mạnh những thách thức mà Bắc Kinh phải đối mặt khi nước này cố gắng cân bằng nhu cầu năng lượng của đất nước với việc chủ tịch tập cận bình thúc đẩy một Trung Quốc trung hòa carbon vào năm 2060. Thang là nguồn năng lượng chính của Trung Quốc, được sử dụng rộng rãi để sưởi ấm, sản xuất điện và luyện thép. Năm ngoái, nó chiếm gần 60% việc sử dụng năng lượng của đất nước. Đây là một nguồn phát thải carbon chính. Đầu năm nay, Trung Quốc đã đóng cửa hàng trăm mỏ than hoặc giảm sản lượng khai thác ở những mỏ đang hoạt động trong bối cảnh thúc đẩy giảm lượng khí thải carbon. Nước này cũng áp dụng các hạn chế đối với nhập khẩu than từ nhà cung cấp chính của mình là Úc khi căng thẳng chính trị giữa hai nước leo thang. Các nhà báo đến từ Philippines và Nga đã giành giải Nobel hòa bình. Các nhà báo Maria Ressa của Philippines và Dmitry Muratov của Nga đã giành giải Nobel Hòa Bình năm 2021. Họ đã đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận ở các quốc gia nơi mà các phóng viên đã phải đối mặt với các cuộc tấn công dai dặn, quấy rối và thậm chí giết người. Ressa và Muratov được vinh danh vì hành động can đảm cũng như được coi là đại diện của tất cả các nhà báo đứng lên vì lý tưởng này trong một thế giới mà dân chủ và tự do báo chí phải đối mặt với những điều kiện ngày càng bất lợi. Cô Reza, đồng sáng lập của Rappler vào năm 2012, đây là một trang web tin tức đã tập trung sự chú ý chỉ trích vào chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi, giết người của Tổng thống Rodrigo Duterte ở Philippines. Cô và Rappler cũng đã ghi lại cách mà các phương tiện truyền thông xã hội đang được sử dụng để lan truyền tin tức giả mạo quấy rối đối thủ của ông và điều khiển dư luận. Muratov là một trong những người sáng lập tờ báo độc lập của Nga là Novaya Gazeta vào năm 1993. Tờ này được Ủy ban Nobel mô tả là tờ báo độc lập nhất ở Nga hiện nay với thái độ phê phán quyền lực. Cô Reza là người Philippines đầu tiên giành được giải thưởng Hòa Bình và là người phụ nữ đầu tiên được Ủy ban Nobel vinh danh năm nay. Cô đã bị kết tội phỉ bán vào năm ngoái và bị kết án tù cho một quyết định được coi là một đòn giáng mạnh vào tự do báo chí toàn cầu. Hiện đang được tại ngoại nhưng phải đối mặt với 7 vụ kiện pháp lý. Cô Reza, 58 tuổi, cho biết cô hy vọng giải thưởng sẽ hỗ trợ báo chí điều tra, đưa những người nắm quyền ra chịu trách nhiệm. Còn ông Muratov cho biết ông sẽ sử dụng một phần của số tiền thưởng 10 triệu kroner Thụy Sĩ tức là khoảng hơn 1,44 triệu tiền Canada để giúp đỡ các phương tiện truyền thông độc lập và một trại tế bằng ở Moscow và trẻ em có vấn đề về cơ cột sống. Cập nhật tình hình và những tin tức liên quan tới dịch COVID-19 trên thế giới Các bác sĩ Úc cảnh báo việc nới lỏng quá nhanh các hạn chế COVID-19 ở Sydney có thể gây ra áp lực lên hệ thống y tế và nguy hiểm tới tính mạng vì thành phố chuẩn bị cho các hạn chế chính được nới lỏng vào tuần tới sau hơn 100 ngày bị khóa cửa. Lệnh ở nhà sẽ được dỡ bỏ vào ngày thứ hai sau khi bàn New South Wales trong tuần này đạt mục tiêu 70% dân số trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ. Các chủ nhà hàng cũng như các cơ sở kinh doanh hiện đang cố gắng để thu xếp nguồn cung cấp và nhân sự Ngoài nới lỏng các hạn chế đi lại cho người dân Sydney, các nhà chức trách hôm thứ năm cũng đã quyết định tăng giới hạn cho phép đối với các cuộc tụ họp tại gia, đám cưới và đám tang, khiến cho hiệp hội y tế Úc phẫn nộ. Các ca nhiễm bệnh hàng ngày ở New South Wales đã tăng vào thứ sáu lên 646 ca, phần lớn là ở Sydney bang Victoria ghi nhận kỷ lục 1.838 ca mới vào ngày thứ Sáu, con số cao nhất so với bất kỳ bang nào trong nước kể từ khi đại dịch bắt đầu. Úc đang chống chọi với làn sóng lây nhiễm thứ ba do biến thể Delta gây ra. Ngoài Sydney, Melbourne và Canberra cũng đã áp dụng lệnh khóa cửa buộc hàng ngàn cơ sở doanh nghiệp phải đóng cửa. Tính đến sáng sớm thứ Sáu, đã có hơn 236,8 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người chết trên toàn cầu là hơn 4,8 triệu người. Ở châu Âu, Ý đã quyết định tiêm mũi Pfizer tăng cường cho những người ốm yếu bất kể tuổi tác của họ cũng như những người từ 60 tuổi trở lên. Phần Lan cũng như các quốc gia Bắc Âu khác đã đình chỉ hoặc là không khuyến khích sử dụng vaccine COVID-19 của Moderna ở một số nhóm tuổi nhất định vì nguy cơ viêm tim tăng nhẹ, một tác dụng phụ hiếm gặp liên quan tới vaccine này. Viện Y tế và Phúc lợi Phần Lan cho biết các nhà chức trách đã không tiêm vaccine này cho nam giới dưới 30 tuổi mà họ đã được tiêm vaccine Pfizer. Quan chức y tế công cộng hàng đầu của châu Phi đã đưa ra lời nhắc nhở mạnh mẽ về nguy cơ châu lục này không có đủ vaccine COVID-19 nói rằng việc tăng tỷ lệ tiêm chủng ở châu Phi một cách nhanh chóng là một cách để bảo đảm an ninh chung cho tất cả mọi người. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, ông John Nakengasong, cho biết hôm thứ Năm rằng mặc dù ý định của Moderna về việc xây dựng một nhà máy sản xuất phát sinh ở châu Phi rất được hoan nghênh, nhưng nó không giải quyết được vấn đề của ngày hôm nay, đó là phát sinh đến tay của mọi người càng nhanh càng tốt. Ông Naken cho biết 35 quốc gia vẫn đang trải qua một đợt lây nhiễm thứ ba nghiêm trọng, nhưng số ca mới trong 4 tuần qua là giảm trung bình 20%. Lục địa có 1,3 tỷ dân này chỉ có thể tiêm 156 triệu liều phát sinh trong số 200 triệu liều mà quốc gia này nhận được cho đến nay. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ tăng lên 4,57%. Tại châu Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden hôm thứ Năm cho biết nhiều doanh nghiệp Mỹ nên bắt buộc người lao động phải tiêm vaccine COVID-19 và gọi đây là động thái quan trọng để chấm dứt đại dịch và duy trì nền kinh tế. Vào tháng trước, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu cho tất cả công nhân và nhà thầu của liên bang phải tiêm vaccine và đối với những người sử dụng lao động tư nhân có 100 công nhân trở lên cũng nên yêu cầu nhân viên tiêm phòng trước ngày 8 tháng 12 hoặc phải xét nghiệm coronavirus hàng tuần. Lệnh này sẽ tác động tới 100 triệu người, khoảng 2 phần 3 lực lượng lao động. Tại châu Á, Nhật Bản đã ký một thỏa thuận với Pfizer để cung cấp 120 triệu liều phát sinh COVID-19 nữa từ tháng Giêng năm 2022. Nước này đã thu xếp mua khoảng 194 triệu liều vào năm 2020, hoặc đủ cho 97 triệu người. thị trường châu âu đóng cửa sau tuần đầy biến động báo cáo việc làm của hoa kỳ không đạt kỳ vọng chỉ số european stock 600 kết thúc giảm 0,2 phần trong đó ngành xe hơi tăng 1,2 phần trăm và công nghệ giảm 1,3 phần trăm dẫn đến thua lỗ thị trường đã biến động mạnh trong tuần qua khi các nhà đầu tư toàn cầu đánh giá khả năng lạm phát cao kéo dài với lãi suất trái phiếu của Mỹ tạo ra sự bối rối cho các cổ phiếu công nghệ theo định hướng tăng trưởng. Báo cáo bản lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ hôm thứ Sáu, một chỉ số quan trọng cho cục dự trữ liên bang khi cơ quan này chuẩn bị làm chậm chương trình mua trái phiếu trị giá 120 tỷ đô la mỗi tháng, đã không đạt kỳ vọng. Bộ Lao động báo cáo rằng nền kinh tế của Mỹ chỉ tạo ra 194.000 việc làm trong tháng 9 so với ước tính là 500.000 của Dow Jones tại Wall Street, chứng khoán tăng với chỉ số S&P 500 hướng tới một tuần thắng lợi khi sự lạc quan về thỏa thuận trừng nợ ngắn hạn đã vượt qua báo cáo về việc làm đáng thất vọng. Tại châu Âu, Ireland đã từ bỏ phản đối của mình đối với các quy tắc thuế doanh nghiệp toàn cầu mới vào ngày thứ Năm, đồng ý bỏ thuế 12,5% đối với các tập đoàn đa quốc gia lớn trong một sự phát triển quan trọng nhằm nỗ lực áp dụng mức thuế suất tối thiểu trên toàn thế giới là ít nhất 15% theo tin tức Stellantis được cho là đang cân nhắc việc tắt hai nhà máy Opel của mình ở Đức. Một trong số đó sẽ tạm đóng cửa vào tuần tới do tình trạng thiếu chất bán dẫn toàn cầu. Về mặt dữ liệu, cán cân thương mại của Đức trong tháng 8 đạt mức dương 13 tỷ euro trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, thấp hơn đôi chút so với dự báo là 15,8 tỷ euro. Xét về biến động giá cổ phiếu riêng lẻ, nhà sản xuất phụ tùng xe hơi Pháp Forza đã tăng 4,4% để dẫn đầu stock 600 tại các giao dịch vào giữa buổi chiều. Cổ phiếu của công ty TUI giảm hơn 15% khi các trận bay dài và hủy bỏ kỳ nghỉ tiếp tục bị ảnh hưởng. Nhà điều hành du lịch Anh Đức đang lên kế hoạch tăng vốn 1,1 tỷ euro để phục vụ nhu cầu tăng đột biến cho các kỳ nghỉ. Việt Nam bổ sung 3 loại thuốc kháng virus trong điều trị COVID-19 Bộ Y tế đã bổ sung 3 loại thuốc kháng virus Monopiravir 400mg, Remdesivir và Favipiravir vào phát đồ điều trị COVID-19 mới nhất của mình. Monopiravir chỉ được chỉ định cho những người có các triệu chứng nhẹ và việc sử dụng sẽ được nhân viên y tế theo dõi cẩn thận. Thuốc này không dành cho phụ nữ mang thai hoặc những người đang có ý định mang thai. Tại Sài Gòn, Bệnh nhân COVID-19 với các triệu chứng nhẹ, tuổi từ 18 đến 65, không có dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy, đã được cho sử dụng monopiravir trong 5 ngày, với điều kiện họ cam kết sử dụng thuốc để điều trị COVID-19 và tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của bác sĩ. Thuốc được phát triển bởi công ty dược phẩm Merck có trụ sở tại Hoa Kỳ và công ty Richback Biotherapeutics của Đức. Favipiravir có cơ chế ức chế enzyme RNA polymerase ngăn cản sự nhân lên của virus, tương tự như thuốc Remdesivir kháng COVID-19, nhưng có thể dùng qua đường uống. Favipiravir được sản xuất bởi Fujifilm Nhật Bản và được phê duyệt tại Nhật Bản vào năm 2014 để điều trị bệnh cúm. Thuốc kháng virus thứ ba được sử dụng để điều trị COVID-19 ở Việt Nam hiện nay là Remdesivir, thuốc dành cho những bệnh nhân có triệu chứng xuất hiện dưới 10 ngày bị suy hô hấp Cần thở oxy, thở oxy lưu lượng cao HFNC hoặc thở máy không xâm nhập. Thuốc dành cho những người trên 65 tuổi, những người có bệnh lý tiềm ẩn và những người béo phì và không được sử dụng cho những bệnh nhân cần thở máy xâm nhập hoặc hỗ trợ sự sống. Remdesivir là một loại thuốc kháng virus được phát triển bởi công ty dược phẩm sinh học Gilead Sciences của Hoa Kỳ. Thuốc đã được chấp thuận để điều trị COVID-19 ở khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ của Mỹ. Nhật Bản và Ấn Độ. Thuốc được tiêm vào tĩnh mạch. Một triệu liều vaccine Pfizer do Mỹ viện trợ đã đến Việt Nam. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, US Agency for International Development, thông báo Hoa Kỳ đã gửi thêm một triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech đến Việt Nam. Một lô 608.400 liều đã đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Sài Gòn vào đêm thứ Năm, trong khi đó lô hàng 397.800 liều được chuyển đến sân bay quốc tế nội bài Hà Nội vào sáng sớm thứ Sáu. Các chuyến hàng mới nhất đã nâng tổng số tài trợ từ chính phủ Hoa Kỳ cho Việt Nam lên hơn 8,5 triệu liều, đưa Hoa Kỳ trở thành nhà tài trợ vaccine lớn nhất cho Việt Nam. USEC nhấn mạnh rằng vắc được cung cấp không có ràng buộc nào và dự kiến sẽ có nhiều đợt quyên góp hơn nữa trong những ngày tới. Chuyến hàng này là ví dụ về cam kết của chúng tôi đối với Việt Nam trong việc chống lại đại dịch Covid-19. Gần 51,5 triệu liều vắc xin Covid-19 đã được sử dụng tại Việt Nam. Theo cổng thông tin quốc gia về vắc xin Covid-19, chỉ có 13 triệu người đã được tiêm 2 liều. Một số cập nhật về tình hình Covid-19 tại Việt Nam. Tính đến hết ngày 8 tháng 10 giờ địa phương, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 831.643 ca mắc Covid-19, số ca tử vong là 20.337 ca. Sài Gòn vẫn là nơi ghi nhận nhiều số ca mắc nhất, khi có thêm 2.215 ca mắc, nâng tổng số ca tại đây từ khi bắt đầu đại dịch đến nay là 404.502 ca với 15.603 ca tử vong. Theo sau Sài Gòn là các tỉnh thành phía Nam, Bình Dương ghi nhận 828 ca mới, Đồng Nai 612 ca mới, An Giang 182 ca và một số tỉnh thành khác. Việt Nam có kế hoạch mở cửa trở lại hoàn toàn cho du khách quốc tế vào tháng 6 năm 2022. Tổng cục Du lịch Việt Nam VNAT cho biết Việt Nam dự kiến sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch nước ngoài vào tháng 6 năm sau theo lộ trình phục hồi du lịch sau Covid-19. Theo kế hoạch thử nghiệm được lên kế hoạch từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, Phú Quốc sẽ là điểm đến đầu tiên được mở cửa trở lại cho khách nước ngoài đến từ các quốc gia và khu vực mà Việt Nam coi là đã kiểm soát được đại dịch. Việt Nam sẽ lấy tỷ lệ tiêm chủng làm tiêu chuẩn chính. Các quốc gia này bao gồm Hoa Kỳ, các quốc gia châu Âu, các quốc gia Trung Đông và các quốc gia Đông Bắc Á. Du khách quốc tế đến Phú Quốc sẽ được yêu cầu tiêm phòng đầy đủ Covid-19, mũi thứ hai được thực hiện không dưới 14 ngày và không quá 12 tháng trước khi nhập cảnh. Họ cũng phải xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Dựa trên kết quả của kế hoạch thí điểm, các điểm du lịch khác như vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An và thành phố biển Nha Trang có khả năng mở cửa trở lại cho khách nước ngoài từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Tất cả các điểm du lịch trên cả nước có thể đón khách quốc tế từ tháng 6 năm sau theo Tổng cục Du lịch. Đối với du lịch nội địa, các địa phương có khả năng kiểm soát đại dịch được phép đón khách nội địa từ tháng 11 năm nay với điều kiện đã tiêm phòng đầy đủ Covid-19 và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Do đại dịch Việt Nam chỉ đón được 3,7 triệu lượt khách quốc tế và 56 triệu lượt khách nội địa vào năm 2020, giảm lần lượt là 80% và 34,1% so với một năm trước đó. Cập nhật nhanh về đồng đô la và tỷ giá hối đoái vào cuối ngày giao dịch hôm nay, một Canada bằng 0,8012 Mỹ kim và bằng 0,6925 Euro theo bảng Canada. Một Canada bằng 18.250,716 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 79,35 Mỹ kim một thùng và giá dầu Brent là 82,60 Mỹ kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1.756,94 Mỹ kim một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada ngày 9 tháng 10 hôm nay và tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo. Culture có các video tin tức được cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vắc-xin để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca, gạch chéo, bút vaccine, hoặc gọi số điện thoại 1- 888 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.